5 loại cây thuốc nam chữa trị vô sinh hiếm muộn ở nữ. 1. Hoa ngọc lan. Hoa ngọc lan không chỉ được trồng làm cành, mà đây còn là dược liệu có giá trị trong nền y học dân tộc lâu đời. Trong hoa ngọc lan có chứa thành phần kháng khuẩn và các chất kích thích hormone sinh dục nữ. Một số vùng miền dùng hoa ngọc lan để chữa chứng cao huyết áp, đầy bụng, viêm xoang. Ngoài ra, bài thuốc độc vị với hoa ngọc lan cũng có hiệu quả điều trị bệnh vô sinh nữ rất tốt. 2. Lá hẹ. Lá hẹ là cây thuốc nam chữa vô sinh hiếm muộn có tác dụng hiệu quả theo đông y. Trong thành phần chính của lá hẹ có hoạt chất chống viêm rất dồi dào, đồng thời hàm lượng khoáng chất bồi bổ máu huyết của dược liệu này cũng được đánh giá cao. Cả nam và nữ giới khi dùng lá hẹ thường xuyên sẽ giúp tăng cường ham muốn, tăng cường chức năng sản sinh trứng và tinh trùng khỏe mạnh, giúp quá trình mang thai được thành công. 3. Lá mâm xôi. Cây mâm xôi là cây thuốc nam chữa vô sinh hiếm muộn ở nữ giới được nhiều người dân sử dụng lâu nay. Mâm xôi còn được gọi là cây dâu rừng, cây thường được thu hoạch lấy lá để chữa bệnh vô sinh, các bệnh về nội tiết, kinh nguyệt không thông. Chủ yếu bài thuốc này được áp dụng phổ biến hơn ở các tỉnh miền núi, do mâm xôi ưa chuộng mọc hoang tại những khu vực này hơn. 4. Dùng rau ngót. Rau ngót thường được chế biến thành món ăn, tuy nhiên đây cũng là dược liệu chữa chứng hiếm muộn, vô sinh ở nữ rất đơn giản. Thành phần của rau ngót rất giàu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là thành phần phytochemical có thể cải thiện hoạt động của tuyến hormone sinh dục nữ. Ngoài ra, trong thành phần của rau ngót còn chứa hàm lượng tezo kích thích chức năng của buồng trứng, giúp trứng phóng noãn hiệu quả và đúng thời điểm. 5. Giá đỗ. Một trong những nguyên liệu có tác dụng chữa vô sinh hiếm muộn hiệu quả cho cả nam và nữ là giá đỗ. Thành phần chính của giá đỗ chứa hàm lượng vitamin C kẽm rất cao. Đây là những hoạt chất chính hỗ trợ cơ quan sinh sản của nữ sản xuất trứng và cơ quan sinh sản nam sản xuất tinh trùng. Vì thế, đối với những cặp vợ chồng bị hiếm muộn, nếu không biết nguyên nhân bắt đầu từ ai, thì có thể sử dụng giá đỗ chế biến thành món ăn dùng thường xuyên để cải thiện tình trạng. Phía trên là 5 loại cây thuốc nam tốt nhất giúp nữ giới điều trị vô sinh hiếm muộn tại nhà, giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức cũng như chi phí mà hiệu quả lại rất cao nếu bạn kiên trì thực hiện. Chúc bạn đạt được kết quả như mong muốn trong thời gian sớm nhất nhé!